Anh chị tourist xin giới thiệu điểm tham quan tiếp theo là nhà thờ Đức Bà, là một trong nhiều thánh đường đẹp nhất Việt Nam, có giá trị rất lớn về mặt lịch sử và kiến trúc, được xây dựng từ năm 1877 và là niềm tự hào của người dân thành phố. Chúng ta dễ dàng thấy hình ảnh rất nhiều cặp đôi đến đây chụp cho mình bộ ảnh cưới, lưu dấu những khoảnh khắc đẹp nhất của đời người. Mặt trước nhà thờ là một vườn hoa nhỏ, giữa vườn đặt bức tượng Đức Mẹ Hòa Bình. Xung quanh tượng bồ câu xuất hiện nhiều, chúng xà xuống nhặt thức ăn, lại gần du khách, cảm giác thật thân thiện. Kiến trúc thánh đường theo kiểu đối xứng, có chiều cao giảm dần về phía sau. Tất cả các đường nét, gờ chỉ, hoa văn đều tuân theo thức Roman và Gothic, tôn nghiêm, trang nhã. Bề mặt công trình nhà thờ Đức Bà làm bằng gạch nung tại Marseille, Pháp, cho tới nay vẫn giữ nguyên màu hồng tươi, không bị bám rêu mốc. Nét đặc biệt tạo nên sự hài hòa, không gian thoáng đãng của tòa nhà thờ chính là vị trí nằm giữa quảng trường, liền kề với các tuyến đường xung quanh, không hề có hàng rào và khuôn viên kế cận, có góc nhìn đẹp từ mọi phía. Nhà thờ Đức Bà như một cái gạch nối nhẹ nhàng giữa cuộc sống đô thị và đời sống tâm linh, không chỉ cuốn hút người dân thành phố mà còn là điểm tham quan hàng đầu của rất nhiều du khách quốc tế. Trải qua gần 140 năm với nhiều biến động chính trị lịch sử, nhà thờ Đức Bà vẫn mãi là công trình kiến trúc tuyệt tác của đô thị Sài Gòn. Nằm bên trái nhà thờ Đức Bà là bưu điện trung tâm thành phố, được người Pháp xây dựng trong khoảng năm 1886 đến 1891. Khác với các công trình kiến trúc đậm nét Pháp, bưu điện trung tâm thành phố mang phong cách châu Âu kết hợp với nét trang trí châu Á. Sau hơn 120 năm, nơi này vẫn giữ nguyên công năng khi xây dựng. Với thiết kế độc đáo từ trong đến ngoài, cùng vị trí gần kề nhà thờ Đức Bà, hai bên là những tòa nhà cao tầng hiện đại. Sự kết hợp hài hòa này biến nơi đây thành một địa điểm vừa mang nét đẹp cổ kính, là vừa tràn ngập hơi thở của cuộc sống hiện đại, thu hút du khách từ ngoài. Xe hop on hop off đang chạy dọc theo đường Lê Duẩn, một trong những con đường xưa nhất Sài Gòn. Điểm thú vị là hành trình City Tour này sẽ đưa chúng ta đi trọn con đường chỉ khoảng 2 km, một đầu là Dinh Thống Nhất và bên kia là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Quý vị có thể thấy con đường này rất đẹp và thoáng đãng không? Đó là nhờ vào công viên hai bên đường và rất nhiều mảng xanh trước trụ sở của các cơ quan chính phủ. Đang dẫn đầu cả nước về số lượng bảo tàng, trong đó lớn nhất và cổ nhất thành phố là Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng chính thức đưa vào sử dụng từ năm 1929. Đến đây, du khách sẽ được đắm chìm trong hơn 30.000 hiện vật và cổ vật Việt Nam từ thời Nguyên Thủy qua các triều đại đến năm 1930.
Ngoài ra, đây cũng là địa điểm lý tưởng cho những ai quan tâm đến nền văn hóa ốc eo, văn hóa cổ đồng bằng sông Cửu Long, nghệ thuật Chăm Pa, Bến Ngán, Sài Gòn, thành phần các dân tộc Việt Nam, văn hóa một số nước trong khu vực. Gần khu vực tham quan, du khách còn có thể lựa chọn một số dịch vụ hấp dẫn khác như tra cứu hơn 19.000 đầu sách bằng nhiều loại ngôn ngữ, xem trình diễn múa rối nước nghệ thuật dân gian Việt Nam xuất hiện hơn 1.000 năm trước, hoặc mua quà lưu niệm thưởng thức cà phê trong shop bảo tàng. Bước chân bên trong sở thú thành phố, du khách có thể ghé thăm đền thờ vua Hùng, vị vua đầu tiên đã có công dựng ra nước Việt Nam. Công trình xây dựng đầu thế kỷ 20 theo kiến trúc cổ phương Đông, được công nhận di tích cấp nhà nước năm 2012. Cạnh bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh là Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nằm về phía đông bắc kênh Tiền Hà. Đây không chỉ là khu bảo tồn động thực vật vô cùng đặc sắc, mà còn là nơi in dấu bề dày 150 năm hình thành và phát triển. Ngoài kia đường phố náo nhiệt bao nhiêu, thì khi đặt chân đến Thảo Cầm Viên, du khách sẽ được hòa mình vào không gian yên tĩnh, hít thở vào không khí trong lành, lắng nghe hơi thở của cây cối và muôn thú. Đến nay, bộ sưu tập động vật của Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày càng phong phú, với hơn 1.000 cá thể động vật thuộc 125 loài khác nhau. Trong đó có những loài động vật quý hiếm như hổ Đông Dương, hổ Bengal, báo Hoa Mai, tê giác trắng, hà mã, hồng hà. Về phía thực vật, ít ai có thể hình dung ra được giữa trung tâm thành phố lại có đến hơn 360 loài cây xanh, bao gồm 2.400 cây phi hổ và 500 cây cảnh. Ngoài vai trò là điểm tham quan lý tưởng, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn là nơi nghiên cứu, bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý, qua đó có thể phổ biến các kiến thức về bảo tồn, về thế giới tự nhiên đến với mọi người. Xin mời quý khách cùng trải nghiệm những phút giây lắng động tại bảo tàng và hòa nhịp cùng thiên nhiên tươi đẹp của Thảo Cầm Viên. Xe của ảnh Việt Tourist sẽ cùng quý vị tiếp tục hành trình sau mỗi 30 phút ngay tại vị trí này.
Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới chỉ sau Brazil. Tại thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều quán cà phê hai bên đường, từ những quán sang trọng, không gian sân vườn đẹp hay cà phê máy lạnh, thậm chí là cà phê vỉa hè, cà phê bệt. Sẽ là một thiếu sót nếu du khách đến Sài Gòn nhưng chưa thử qua cà phê. Cà phê có mặt khắp nơi, bất kể sáng sớm hay chiều tối, dành cho mọi lứa tuổi và làm thành một nét rất riêng của thành phố này. Đi uống cà phê đã trở thành văn hóa của người Sài Gòn, bởi người ta không chỉ đến để uống mà còn để chiêm nghiệm, chia sẻ cuộc sống với nhau. Với dân số hơn 10 triệu người và hàng trăm ngàn người nước ngoài cho Sài Gòn làm nơi sinh sống và làm việc, biến thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa. Khi đến đây, các bạn đều dễ dàng cảm nhận được nhịp sống tấp nập và nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Thành phố Hồ Chí Minh còn là nơi tập hợp nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng và hấp dẫn, không những về giá trị lịch sử văn hóa mà còn cả kiến trúc độc đáo. Các kiến trúc của Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông xưa được giữ gìn và tôn tạo, trở thành những điểm tham quan lý thú thu hút du khách khám phá thưởng ngoạn. Chuyến City Tour trung tâm thành phố sẽ đưa quý vị rời quận 1 tiến về quận 3, cũng là quận trung tâm thành phố. Nếu như quận 1 là trung tâm hành chính, kinh tế, giao dịch của thành phố, thì quận 3 là địa bàn cư trú lý tưởng với các con đường thoáng mát, biệt thự thanh lịch, thích tiếng ồn và bụi bặm. Trước mặt quý vị là hồ Không Rùa, là tên gọi dân gian của một vòng xoay giao thông có đài phun nước nối ba đường Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch và Trần Cao Vân, được xây dựng từ những năm 1965. Kiến trúc hồ Không Rùa có 5 cột trụ tụ lại thành hình cái tháp. Khu trung tâm là một Không Rùa bằng kim loại, trên lưng có đội một bia đá. Năm 1978, Không Rùa kim loại đã bị phá hủy. Và dù mất Không Rùa, thì hồ Không Rùa vẫn còn đó, nằm giữa trung tâm Sài Gòn, trở thành một công viên là điểm yêu thích dừng chân hóng gió, ngắm phố phường của nhiều bạn trẻ và người dân thành phố vào buổi sáng hay chiều mai. Xe hốc on hốc off sẽ đi ngang qua một địa điểm khúc rất lý thú để quý khách ngắm nhìn, đó là trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Là ngôi trường đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh thành lập năm 1875, trường Lê Quý Đôn nổi tiếng với kiến trúc độc đáo hình chữ khẩu do 4 tòa nhà ghép lại. Công trình mang phong cách đậm chất Tây Âu vẫn được gìn giữ nguyên vẹn dù đã trải qua nhiều lần trùng tu sửa chữa. Đến nay, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đã hoạt động được 140 năm, hàng trăm ngàn học sinh đã trưởng thành và tỏa ra muôn phương xây dựng đất nước. Hình ảnh ngôi trường cổ kính càng được củng cố vững chắc như là biểu tượng của tri thức, của nền. Điểm dừng chân tiếp theo mà quý vị không thể bỏ qua chính là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là điểm tham quan mà khách nước ngoài rất thích thú, cũng là nơi mà các trường học thường đưa các học sinh đến tham quan thực tế. Hiện là thành viên của Hội đồng các Bảo tàng Thế giới, ICOM. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh chuyên nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày về những chứng tích và hậu quả của cuộc chiến tranh Việt Nam. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã ở trước mắt chúng ta. Tham quan bảo tàng, du khách có cơ hội tìm hiểu thông tin về chiến tranh ở Việt Nam một cách hệ thống và khoa học nhất, từ đó rút ra cho mình những cái giá của chiến tranh. Điểm dừng 8, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Hành trình tiếp theo sau khi rời khỏi Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh của xe hốc on hốc off sẽ là trở lại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu để ý, du khách có thể thấy trên cung đường mà tour Hop On Hop Off đi qua và dừng lại có rất nhiều tòa nhà cao tầng, nhiều khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm sầm uất, xen lẫn nhiều bảo tàng dinh thự do lối kiến trúc Pháp cổ. Những ngôi chợ truyền thống tồn tại hàng trăm năm của thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những điểm đến nổi bật, là những nơi mà khi nhắc đến Sài Gòn, người ta nhớ đến đầu tiên. Anh Việt Tourist luôn mong muốn quý vị có những trải nghiệm thú vị và đầy đủ nhất trong hành trình khám phá nét quyến rũ của một thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Biển Đông hay một Paris phương Đông. Bên cạnh các danh lam thắng cảnh di tích lịch sử, thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ món ăn tinh thần không thể thiếu cho người dân cũng như du khách. Các sân khấu ca nhạc, sân khấu kịch, rạp chiếu phim, sân chơi thể thao, phòng tranh, nhà sách luôn thu hút du khách đến thưởng ngoạn, khám phá đời sống văn hóa của Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh luôn chào đón du khách ghé thăm Sài Gòn và có dịp lễ hội, ngày lễ truyền thống như Tết Nguyên Đán, Trung Thu, lễ hội Nghinh Ông, ngày giỗ tổ nghề, lễ Vu Lan. Đây sẽ là cơ hội để du khách có những trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ về một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên các giá trị truyền thống. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh được xem là đô thị lớn nhất, náo nhiệt và năng động nhất của Việt Nam. Đằng sau sự hối hả, rộn ràng là một cuộc sống phóng khoáng và hài hòa, mang đậm phong cách người Sài Gòn. Đối với du khách, người Sài Gòn luôn có thái độ thân thiện, hiếu khách. Không chỉ riêng với những người buôn bán tỏ ra niềm nở để bán hàng, mà người đi đường hay trẻ con gặp du khách nước ngoài được chào nhau bằng nụ cười thật tươi. Đến thành phố này, nếu không thạo đường, bạn cứ hỏi những người đang bán hàng quán bên đường, những người nhàn tản trên phố. Họ đều hướng dẫn bạn một cách tận tình, mặc dù có thể không biết ngôn ngữ của bạn, nhưng luôn tìm mọi cách để diễn đạt. Hiếu khách, vui vẻ, phóng khoáng, thẳng thắn là những tính cách quý báu mà người Sài Gòn có được nhờ đặc thù của những người đi mở cõi. Ngày nay, người dân ở đây vẫn giữ nguyên những tính cách tốt đẹp ấy, hình thành một phong cách người Sài Gòn rất đặc sắc, gây ấn tượng với biết bao du khách phương xa. Quý khách đang đi qua khu vực rất đặc trưng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trên con đường Tôn Thất Tùng khá ngắn này, song có đến mấy chục cửa hiệu máy tính nằm san sát nhau. Khu vực này được gọi là phố máy tính bởi vì ở đây đến những người kém hàng nhất, dường như các cửa hàng đều cung cấp được nhu cầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin của xã hội.
Không chỉ thu hút khách du lịch với những địa điểm tham quan hấp dẫn, những món ăn ngon, mà Sài Gòn còn được biết đến là một thiên đường mua sắm với những cửa hàng, khu chợ luôn tấp nập cả ngày lẫn đêm. Hàng trăm con đường, khu phố, khu chợ lớn nhỏ cùng các trung tâm thương mại hiện đại góp phần thúc đẩy du lịch mua sắm lên ngôi. Hàng hóa đủ màu sắc, đủ chủng loại, từ hàng thông thường cho đến hàng hiệu quốc tế có uy tín trên thế giới. Ngã tư Nguyễn Trãi, Tôn Thức Tùng mà chúng ta sắp đi qua là nơi tập trung các nhãn hiệu thời trang Việt Nam. Dường như là một khu phố không ngủ, bởi nhịp sống về đêm ở đây vô cùng náo nhiệt và ồn ào. Đến phố Tây vui chơi, thư giãn, hòa mình vào cuộc sống về đêm nhộn nhịp với nhiều màu sắc văn hóa là nét thú vị khi tới Sài Gòn. Điểm dừng phố Tây Phạm Ngũ Lão. Một trong những cách để có thể tìm hiểu về văn hóa, con người và cuộc sống thường nhật tại mỗi nơi mình đến là tìm đến một khu chợ địa phương. Và chợ Bến Thành là một điểm tham quan không thể bỏ qua đối với bất cứ du khách nào khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Chợ Bến Thành với khách đồng hồ bốn mặt thường được dùng làm biểu tượng cho thành phố Hồ Chí Minh. Chợ Bến Thành xây dựng năm 1860, đến nay hơn 150 tuổi. Ngôi chợ này đã trở thành một chứng nhân lịch sử, chứng kiến bao thăng trầm của thành phố. Là chợ Bến Thành bán sỉ, bán lẻ đủ các loại hàng hóa, từ thực phẩm dịch dụng hàng ngày đến những hàng xa xỉ phẩm, hoạt động liên tục từ 4 giờ sáng đến tối, đón khách từ khắp nơi đổ về mua sắm tham quan. Các tiểu thương tại chợ Bến Thành xinh đẹp, tự tin và nói lưu loát ít nhất hai ngoại ngữ, từ Anh, Hoa, Nhật, Hàn, Pháp, Đức. Từ 7 giờ tối, chợ Bến Thành chuyển mình thành một khu chợ đêm hấp dẫn với những cửa hàng thức ăn, những món hàng hóa, đồ lưu niệm. Quý vị có thể đi bộ ngắm cảnh đêm với đèn hoa nhiều màu sắc rực rỡ và sôi động không kém ban ngày. Tại USA Today của Mỹ đã từng xếp chợ Bến Thành đứng thứ 15 trong số 45 khu chợ ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới. Còn tạp chí ẩm thực Food & Wine vào năm 2012 đã chọn chợ là một trong 10 điểm đến có thức ăn đường phố hấp dẫn nhất hành tinh. Điểm dừng 1, chợ Bến Thành.
trong 10 điều thú vị khi tham gia cùng City Tour không còn không có là dù vé hành trình không bao gồm chi phí tham quan tại các điểm đến, nhưng khi cầm vé của anh chị tourist, quý khách chắc chắn sẽ nhận được giá ưu đãi khi vào các hình. Kế bên là tòa tháp Bitexco Tower cao 68 tầng, cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể bước xuống và rẽ vào, đi vài chục bước chân sẽ gặp đài quan sát Sài Gòn Skydeck. Điểm dừng 2, Skydeck. Chúng ta đang đi ra hướng đường Hàm Liên. Con đường này và đường Nguyễn Kim Dương được mệnh danh là phố tài chính. Bên phải du khách là hướng đi ra thị trường chứng khoán. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng tổ chức tài chính của Việt Nam và nước ngoài cũng có các phiên giao dịch ở đây. Từ khi Việt Nam mở cửa năm 1986, hàng ngày các dòng vốn đầu tư quốc tế được đổ vào đây. Chính phủ Việt Nam đã ban hành luật khuyến khích đầu tư dành cho người nước ngoài, biến thành phố Hồ Chí Minh thành một trong những nơi hấp dẫn đầu tư nhất thế giới, với hiệu quả sinh lợi cao. Còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy nhanh chân đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh để chinh phục nền kinh tế trẻ và năng động này và thực hiện giấc mơ trở thành tỷ phú. Chỉ có hai mùa trong năm, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ trung bình từ 27 đến 34 độ C. Bất cứ thời điểm nào trong năm cũng phù hợp để chúng ta thực hiện chuyến tham quan tại thành phố Hồ Chí Minh.